Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên chư tôn thiền đức, theo chương trình thì giờ này là lễ phụng tống kim quang nhập bảo tháp. Giờ này đạo tràng chúng con thành kính cung thỉnh hòa thượng Thích Như Trí, hòa thượng Thích Trí Yên, nhị vị chấp lệnh, cung thỉnh hòa thượng đạo hiệu Thích Quảng Xá Phất Trần, cung thỉnh đạo hiệu hòa thượng đạo hiệu Thích Thanh Liên sám chủ nghi thức phụng tống kim quang. Nam mô A Di Đà Phật. Và cung thỉnh chư tôn đức trong ban kinh sư giờ này tề tựu với đạo tràng để chuẩn bị cử hành nghi lễ. Chúng con thành kính cung thỉnh đức trưởng lão hòa thượng chứng minh cùng chư tôn thiền đức, hội đồng trị sự quang lâm trước linh đài đốt hương tưởng niệm. Nam mô A Di Đà Phật. Nhớ hương định hương dự về hương giải thoát tri kiến hương quang minh vân đài biến pháp giới cúng dường giác linh tiền. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát. Hương tâm đảnh lễ từ lâm thế chánh tôn thứ thập tam thời thường nhật hạ sanh tự tử hương hiệu chánh nhân trương lão hòa thượng giác linh tâm tài. A Di Đà Phật. Trong khi chư tôn đức đốt hương tưởng niệm xong, chúng con xin cung thỉnh chư tôn đức từ bi hoan hỷ về lại vị trí của mình, cung thỉnh hòa thượng sám chủ và cùng ban kinh sư bước vào bên trong linh đài để cử hành nghi lễ phụng tống kim quang. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Xin mời cái ban kinh sư giờ này chúng ta vào trước lên đài để cử hành nghi lễ. Thank you.
Nên đi dấu vết
khó tìm cầu. Thang ơi, sau khi người đi rồi, con mong tốn đỡ lại con sông. Nhưng một đi thì không có ai chẳng cần Hãy subscribe
tử con đạo thiền nam tín nữ đại biểu chúng nhân dân đấng thiêng phụng thần hiếp đảng phụng tâm kim quan linh tiền bồ Yeah.
là Đại từ đại bi
giỏi đạo sư A Di Đà Phật liền. Kính bạch Giác Minh Hòa Thượng, Huệ Tây Chung Mỹ Nội, Hạp Hoàng Cấp Ngắn Hiện thân gửi lại nơi trần thế tiền tiền. Hôm nay có mấy lời Giác Minh Hòa Thượng, đường trước phân thanh xin thưa Hòa Thượng chứng minh cho. Tôi xin hỏi Hòa Thượng là đường thước thân thanh đại đạo thanh bình, tất cả nơi nào chỗ nào cũng là nơi chỗ tịnh độ bình an. Kính thưa Hòa Thượng, chúng tôi đã nghe rồi, biết rồi. Giờ này xin mời Hòa Thượng cùng nhau dời một bước để đi ra đường này. Hiển hóa tịnh thân tâm, ngũ trược chúng sanh trưởng pháp âm, tứ đại hòa lai vô bồn chơ hạ thổ rồi cùng phải tan thông. Nhất Phật cần ai vô biên phiền nào đoàn, nhất Phật Giác Linh anh thượng phong, A Di Đà Phật mời Hòa Thượng ngã sám chỗ tuyên kể cung thỉnh. Kim quang lên xe biết rồi, kính thỉnh Hòa Thượng chứng minh pháp tròn về lại phương trưởng an nghi.
đi vào và làm lễ bế quan. Xin mời tăng na chủ triệt linh sàng, xin nhờ ông công đưa kiếm quan lên xe tăng. Hiếu đồ Phật tử đi sau xe tăng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng thỉnh cho tất cả các môn đồ hiếu biết giờ này chúng ta cùng thỉnh chi ảnh và cũng như long vị ra phía trước. Chúng con thành kính cung thỉnh ban cung nghinh đi trước, ban chấp lệnh 1 và ban chấp lệnh 2, ban chứng minh và hòa thượng phất trần, ban tinh sư, hòa thượng sám chủ, ban hành lễ và ban di ảnh đối với kim quang, chư tăng ni, môn đồ pháp quyết và phật tử. Đó là chư lộ trình di kim quang. Xin mời chư tôn thiền đức cũng như tất cả quý vị di kim ảnh và di bài vị của chư tôn đức của hòa thượng đứng vào vị trí để chuẩn bị đội âm công vô làm lễ di kim quang. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con xin cung thỉnh ban cung nghinh, hai là ban chấp lệnh 1 và ban chấp lệnh 2, ba là ban chứng minh, bốn là hòa thượng phất trần, năm là ban kinh sư, sáu là hòa thượng sám chủ, bảy là ban nhạc lễ, tám là ban di ảnh, chín là di kim quang, 10 là chư tăng ni, 11 là môn đồ hiếu biếu, 12 là phật tử. Thank you.
Thank you.
qua bên kia đây anh ơi, để tôi thăm lên á. Ép qua bên phải đây chị ơi, ép qua bên phải đây cho từ thăm lên đấy đây chị ơi. Tất cả ép qua bên phải, ép xếp qua bên phải đi chị ơi, ép xếp qua bên phải. Thank you.
phải giùm em chị ơi. Đi 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 đ
rồi gần tới cầu vượt tới quảng trường, cầu vượt là thấy hết rồi đó. Thank you.
lên đó hả sư? Thank you.
Thank you.
Thank you.
đa Nam mô A Di Đà Phật.
sanh từ đâu, diệt đi về đâu, phở sai một niệm bắt đầu. Từ đó từ sanh tuy nhiên nếu hay một niệm hồi quan lo tự sanh chẳng diệt vậy giác linh hòa thượng đã nghe rõ lời tôi nhắc nhở một lần nữa tôi xin kính tái thiệt ngài tất cả chuẩn bị hai bên để hạ tiên hiếu đồ tán nguyên tất cả quỳ đó tốt kế lại quỳ trí thành làm lại tâm nam mi Yeah.
cao xoay đã bao tháp chưa cùng thoái này xin việc thiên thân yên đất tu chân như thật tánh Yeah.
chân hiệu từ hương hiệu chánh chân trương lao hòa thượng giác ni lăng xuất thế kỷ tỷ niên trụ đã cứu thập tam hạ cứ hạ lạc ngũ thập tam lạc kiên tịch ngữ tăng thiếu niên tăng nhật chư thất nhật hương thờ tây a vi a phục nguyện tâm vô cực lạc chi bán a tâm ngộ vô chánh chi lý tạo đăng ba vị bồn độ chúng sanh a vạn đức viên thành hợp độ ứng a ngưỡng còn chưa tư thứ a tâm chưa viên tam nguyện chưa thất nhật chúng năng hòa nam ma phái a văn ái hà thiên chất lễ có ái vàng cùng ban dép linh dục thoát luân hồi khó cấp cấp tăng niệm đề nam mai mô tiếp mai
ở bờ bên kia này chúng sanh còn đó, A Bi Tâm sẽ có bởi khổ mong manh phiền trời chúng con thành đồ Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng con yếu đồ tam quyến xin đăng sáng chú công văn quý vị giáo pháp hộ tăng hộ niệm kinh sư chư đại đức tăng chư tâm ma cảm ơn quý vị đại ở từ khắp xa gần đã đến phung điêu ao phong ưu chưa kinh quang nhập đừng ném bông vào bên trong mất trang nghiêm ạ. Chút nữa rồi quý vị bỏ sau. Vì lý do kỹ thuật cho nên là không có giờ đây là tôi xin
chúng con hiếu đồ tam quyến xin đến là ông chứ về công có công trong xuống tan lễ chí tâm đang là chư tôn hòa thượng chứng minh sang chủ công bên quý vị giáo phẩm hộ tam hồ niệm kinh sư chư vị đức tăng nhân chư tâm đang lễ ơn quý vị đại diện cơ quan chính quyền các đoàn thể quý vị phong hữu tuy thức xa gần đã đến cung kính phong chư tiên quan ngọc rất là chơi gì không em chị ơi đi ơi 1 2 3 lên. Dưới kia gì là vọt xuống đây 1 2 3 là lên ngay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đạo tràng thì với liên quan nhà Phật pháp giờ này ở hòn bản này xin mời hòa thượng các chủ cùng chung tâm công bồ hiếu kính cùng với hòa thượng về lại an trí tại chùa Bảo Quyên. Nam mô A Di Đà Phật. Yeah.